vốn đầu tư vào thành phố Hồ Chí Minh giảm mạnh. Ước tính trong quý 1 năm 2022, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào thành phố Hồ Chí Minh đạt 406 triệu USD, giảm 40% so với cùng kỳ. Về cấp mới, tổng vốn đăng ký mới đạt 102 triệu USD, giảm 13% về vốn so với cùng kỳ, với có 127 dự án. Trong đó, ngành bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy với vốn đăng ký 35 triệu USD, chiếm 34% tổng vốn đăng ký cấp mới. Về góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp có 504 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện, với vốn góp là 295 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ. Trong đó, hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 177 triệu USD, chiếm 60% tổng vốn góp. Tiếp đến bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy chiếm 19%, đạt 56 triệu USD. Ước trong 3 tháng đầu năm nay, Hàn Quốc và Singapore là hai quốc gia có số vốn góp cao nhất, với tỷ lệ lần lượt 40% và 25%. Bên cạnh những dự án cấp mới, số dự án đề nghị chấm dứt hoạt động đến ngày 20 tháng 3 là 43 dự án, với vốn đầu tư 55 triệu USD.